Ôi dồi ôi, các bác ơi, ui dồi ôi. Cá này, nhớ cá dưới lưỡi là nhìn cá nào, ui dồi ôi. Các bác ơi, cá nhá, cá koi nhá, toàn 2-3 cân một con thôi. 2-3 cân một con luôn. Ôi, nhà em đợt này là nhiều cá koi nhá, các bác mà. Các bác đến có nhu cầu cá koi này, ui dồi ôi, đợt này nhà em đến nhiều lắm các bác ạ. Đấy, có con 4 cân kìa. Nhá, có con 4 cân, từ từ, từ anh sang đây. Đoạn này bây giờ bao tiền cân đấy? Thật sự là các bác ơi, xe cá lúc nào cũng xe cá quá đẹp luôn các bạn. Đây là anh Cao Biển nhá, anh chủ có cái trại cá quay này. Mua xe là tặng cá ngay. Đấy, thấy chưa các bác ơi, mua xe tặng cá quay. Hàng hiếm nhá, 4 cân một con. Đấy. 4 cân một con. Cá phục vụ nội bộ cho những khách mua ô tô cũ tại chợ ô tô đầu mối của riêng của Xuân Hùng. Đấy. Tuyệt vời các bác ạ. Đấy, đợt này nhà em cá to nhá. Đây, cá nhỏ còn rất nhiều. Em cho các bác xem cá nhỏ tiếp này. Các bác cho tí cám cho nó ăn nào. Đây, các bác ơi, đây là cá nhỏ nhá. Đấy. Đây là cá nhỏ, còn cá to là ở trong tráng kia. Các bác có thấy không? Khi mà động một cái thì nó vào rất nhiều luôn các bác nhỉ. Đấy. Các bác nhá, thì bên em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chuyên mua bán ô tô này các bác nhỉ. Đấy, ô tô rất nhiều. Ô tô cũng rất nhiều và cá koi rất nhiều. Các bác đến mua xe nhá. Các bác lên mua xe ô tô là tặng cá koi nhá. Các bác ơi, tặng cá koi luôn. Được chưa? Rất nhiều luôn. Còn bên kia đó, em cho các bác sang bên kia đã xem này. Cá rất nhiều luôn. Đây nha các bác nhá, bên còn ao bên này nữa. Còn cái ao bên này nữa, em cho các bác xem bên này toàn hàng đẹp thôi, màu đẹp thôi. Ông ơi, con nhờ đi. Ông vào đi, vào đi. Màu đẹp nhá, cá koi bên này mới đẹp này. Đấy, ô tô cũng nhiều mà cá cũng nhiều. Các bác đến ủng hộ cá, ủng hộ ô tô nhá, tặng cá koi. Đây, ông nhìn này, đấy, mới đi thôi nó đã phun phi rồi. Mình mới ra đây nó phi rồi này. Đấy. Đây các bác này. Ôi trời ơi, cá đấy, thấy các bác chưa? Với những cái dòng cá như thế này, các bác yên tâm đi là sẽ sức đẹp luôn. Những cái dòng này là chỉ tầm 3 lạng mới 4 lạng một con thôi. Còn bên kia là có cái chủng loại to nữa là từ 5-7 lạng cho đến tầm 4 cân. Con to là 4-5 cân một con. Các bác nhá, thì các bác mà đang có nhu cầu mua cá koi cũng được. Chỉ vài trăm nghìn một cân thôi, rất rẻ. Cá thuần chủng F1 của Nhật luôn. Đấy, và các bác mà mua xe ô tô em tặng cá koi. Được chưa? Xe rất nhiều, cá cũng nhiều. Ok nhé các bác nhá, ủng hộ em đi ạ.